Tiếp tục chương trình là những thông tin đáng chú ý về thị trường nông sản. Thưa quý vị, trong khi giá lợn hơi ở miền Bắc vốn thấp nhất cả nước đang có dấu hiệu hồi phục, thì giao dịch lúa gạo lại có vẻ trầm lắng. Giá lợn hơi hôm nay 23 tháng 11 nhích nhẹ tại một số địa phương trên cả ba miền. Hiện tại, mức thu mua cao nhất là 75.000 đồng một kg tại miền Nam và thấp nhất là 64.000 đồng một kg tại khu vực phía Bắc. Cụ thể, miền Bắc tiếp tục tăng giá trong hôm nay, dao động từ 64 tới 66.000 đồng một kg. Trong đó, Hà Nội, Yên Bái, Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình hiện giao dịch trung mốc 66.000 đồng một kg. Tuyên Quang tăng 2.000 đồng lên 65.000 đồng một kg. Các tỉnh còn lại không thay đổi. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên, giá lợn hơi tăng giảm trái chiều, dao động trong khoảng 65 tới 72.000 đồng một kg. Tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh tăng 1.000 đồng một kg, ghi nhận ngưỡng cao nhất khu vực là 72.000 đồng một kg, cùng với Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Ninh Thuận. Ở chiều ngược lại, sau khi giảm 1.000 đồng một kg, Bình Thuận hiện giao dịch tại mốc 71.000 đồng một kg. Tại miền Nam, giá lợn hơi điều chỉnh nhẹ so với cuối tuần trước, dao động trong khoảng từ 71 tới 75.000 đồng một kg. Trong đó cùng tăng 1.000 đồng là hai tỉnh Trà Vinh và Đồng Tháp, lần lượt thu mua ở mức 74.000 đồng và 75.000 đồng một kg. Các địa phương còn lại không ghi nhận điều chỉnh mới. Giá lúa hôm nay tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục đi ngang. Cụ thể tại An Giang, giá lúa OM9577 6.800 đồng 1 kg, OM9582 6.800 đồng 1 kg, Đài Thơm 8 7.000 đồng 1 kg, OM6976 6.800 đồng 1 kg, lúa Jasmine 6.700 đồng 1 kg, lúa IR504 6.650 đồng 1 kg, OM5451 6.500 đồng 1 kg. Với mặt hàng gạo, trong khi giá gạo thường chững lại thì một số mặt hàng gạo thơm lại tăng nhẹ. Cụ thể, gạo nguyên liệu NLIR504 duy trì ở mức 9.700 đồng 1 kg. Gạo NLOM5451 ở mức 9.300 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Gạo OM18 ở mức 9.300 đồng 1 kg, tăng 100 đồng 1 kg. Giá gạo thành phẩm xuất khẩu TPIR504 10.900 đồng 1 kg. Theo các thương lái, hôm nay lượng gạo về ổn định, giá gạo đứng ở mức cao, nhu cầu mua ít nên thị trường giao dịch trầm lắng. Giá cà phê hôm nay 23 tháng 11 tăng nhẹ 100 đồng 1 kg, dao động trong khoảng 32.500 đồng tới 33.100 đồng 1 kg. Cụ thể, tại các huyện Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lộc của Lâm Đồng, giá cà phê hôm nay thu mua với mức 32.500 đồng 1 kg. Tại Đắk Lắk, giá cà phê ở mức 33-33.100 đồng 1 kg. Đắk Nông, giá cà phê thu mua ở mức 32.800 đồng 1 kg bằng giá Kon Tum. Còn tại tỉnh Gia Lai, cà phê được thu mua ở mức 32.800 đồng tới 32.900 đồng 1 kg. Như vậy, giá cà phê trong nước hôm nay biến động không đáng kể, tăng giảm trung bình 100 đồng 1 kg. Do sản lượng trong nước hạn chế, Mỹ phụ thuộc rất nhiều vào Mỹ Latin để cung cấp xoài. Trị giá nhập khẩu xoài Việt Nam vào Mỹ đã tăng gần 100% trong 8 tháng đầu năm 2020 và dự báo là Việt Nam sẽ còn có cơ hội mở rộng thị phần hơn nữa ở thị trường này. Việt Nam là thị trường cung cấp quả xoài lớn thứ 12 cho Mỹ trong 8 tháng đầu năm 2020, đạt 1.350 tấn, giá trị 2,8 triệu đô la Mỹ, tăng 87,4% về lượng và tăng gần 100% về giá so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu xoài đông lạnh của Mỹ từ Việt Nam 8 tháng đầu năm 2020 đạt 811 tấn, trị giá 1,36 triệu đô la Mỹ, tăng 40,6% về lượng và tăng 37,5% về giá so với cùng kỳ năm 2019. Nhập khẩu quả xoài tươi đạt 539 tấn, trị giá 1,4 triệu đô la Mỹ, tăng 273,9% về lượng và tăng hơn 249% về giá so với cùng kỳ năm 2019. Các chuyên gia dự báo, từ nay đến năm 2025, nhập khẩu xoài vào Mỹ sẽ tiếp tục tăng với tốc độ khoảng 3% mỗi năm, là cơ hội để Việt Nam tiếp tục mở rộng thị phần tại thị trường này. Trong đó đáng chú ý là xoài tươi. Thưa quý vị, nhằm tiếp tục giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp thời kỳ hội nhập quốc tế, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản tại thị trường nội địa, gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Đầu tháng 12 tới đây, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế AgroViet lần thứ 20 tại Hà Nội.
Hội chợ triển lãm nông nghiệp quốc tế Agro Việt lần thứ 20 sẽ có quy mô 200 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn, máy móc thiết bị phục vụ chế biến nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, giống cây trồng vật nuôi và vật tư nông nghiệp. Đặc biệt, hội chợ sẽ tập giới thiệu những thành tựu về phát triển sản xuất nông nghiệp 4.0 của Việt Nam, tạo giá trị gia tăng cho chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. Bên cạnh đó, trong khuôn khổ hội chợ sẽ diễn ra 3 hội thảo lớn về phát triển kinh tế rừng, thúc đẩy xúc tiến sản phẩm nông sản tại Hà Nội và tuần hàng giới thiệu sản phẩm cam và sản phẩm ô cốp của tỉnh Hà Giang đến với người tiêu dùng thủ đô, cũng như các doanh nghiệp sản xuất trong và ngoài nước. Sự kiện triển lãm nông nghiệp quốc tế Agro Việt lần thứ 20 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 12 tại Hà Nội. Những năm qua, thì ngành nông nghiệp tỉnh Cà Mau đang chú trọng phát triển mô hình nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến hai giai đoạn kết hợp với cá đối mục trong vuông tôm cho hiệu quả kinh tế khá cao, ghi nhận tại một mô hình điểm trên địa bàn của huyện Nam Căn. Mô hình nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến hai giai đoạn kết hợp với cá đối mục được triển khai thí điểm tại hai xã Hiệp Tùng và Hàng Vịnh, huyện Nam Căn. Theo đó, tôm sú được thả nuôi chia thành hai đợt, cá đối mục thả một đợt. Mật độ thả nuôi ở giai đoạn 1 là 100 con cho 1m2 và giai đoạn 2 là 1,5 con cho 1m2. Cá đối mục được thả với mật độ 2.000 con trên 1 hectare, kích cỡ từ 4 đến 5cm. Hiện nay đã thu hoạch xong tôm sú đợt 1, đồng thời tôm sú thả nuôi đợt 2 đang phát triển tốt, kích cỡ từ 25 đến 30 con trên 1kg. Còn với cá đối mục, hiện đã đạt trọng lượng từ 3 đến 4 con trên 1kg. Dự kiến tôm đợt 1, đợt 2 khoảng 800kg cho lên. Còn cá thì ước lượng khoảng cả tấn. Bây giờ thì nói khoảng cả tấn, nhưng mà sau này chắc có thể nó hơn cá phát triển. Hiện tại cho nó 3 con ký rồi. Theo đánh giá của ngành chuyên môn huyện Nam Căn, hiệu quả kinh tế mang lại là tương đối cao. Hai đối tượng nuôi ghép luôn bổ trợ cho nhau, tôm và cá không cạnh tranh về thức ăn cũng như không gian sống. Cá đối mục thức ăn chủ yếu là mùn bã hữu cơ nên khả năng làm sạch môi trường ao nuôi, giúp môi trường nuôi ổn định, tạo điều kiện thuận lợi để tôm nuôi phát triển. Điều đáng mừng là hiện nay thị trường tiêu thụ loại cá này đang được mở rộng, giúp người dân yên tâm sản xuất. Thì đến nay thì cái mô hình tôi thấy có hiệu quả, cái là nuôi giữa cá đối mục với lại tôm, hai cái kết hợp là cái cá nó thì cá nó thả vô thì nó ăn cái mùn bã hữu cơ, mấy cái chất dơ ở trong nước đó. Tôi thấy thời gian tới cần làm cái mô hình như vậy nó rất là hiệu quả, cho con tôm nó ổn định. Trong cái thời gian tới thì trạm khuyến nông sẽ tham mưu cho lãnh đạo ngành thì cũng như lãnh đạo địa phương tiếp tục nhân rộng phát triển cái mô hình này để nhằm là giúp cho cái người dân coi như là nuôi càng có hiệu quả hơn trong cái quá trình sản xuất cũng như là thu nhập ổn định kinh tế gia đình. Không chỉ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, mô hình còn tạo điều kiện cho người dân từng bước thay đổi tập quán sản xuất, tận dụng, khai thác tiềm năng đất đai có hiệu quả, nâng cao năng suất nuôi. Địa phương cho biết sẽ nhân rộng mô hình nuôi tôm sú Quảng Canh cải tiến hai giai đoạn kết hợp nuôi cá đối mục trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Thưa quý vị, hàng loạt vụ tai nạn điện trong nuôi tôm dẫn đến chết người thời gian qua ở vùng nông thôn tỉnh Cà Mau đã gióng lên hồi chuông mạnh mẽ cảnh báo mọi người phải hết sức cẩn trọng khi tiếp xúc với các thiết bị liên quan đến điện. Thông qua các công tác tuyên truyền sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, bà con nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh trên địa bàn Cái Nước của tỉnh Cà Mau thời gian gần đây đã tiến hành thực hiện các giải pháp ứng dụng cầu dao chống dòng dò và bảo vệ máy biến áp và phòng ngừa tai nạn điện. Huyện Cái Nước hiện có hơn 2.000 hectare ao đầm nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh, chiếm tỷ lệ gần 10% so với tổng diện tích nuôi trồng thủy sản. Hiện tại, hệ thống trụ đỡ dây dẫn điện từ nhà ra ao đầm nuôi tôm được bà con thay thế bằng bê tông cốt thép, có lắp đặt xứ cách điện và chiều cao đảm bảo an toàn theo quy định. Thì qua kiểm tra thực tế một số hầm tôm trên địa bàn, thì nhìn chung là bà con mình đã có ý thức sử dụng điện là đảm bảo an toàn. Ví dụ như cái hệ thống điện đi trong cái ao nuôi tôm thì đảm bảo chiều cao, thì kéo là dây hai đủ hai sợi là nóng nguội, thì dây là đi trên xứ cách điện. Điều đáng nói là hiện nay bà con nuôi tôm thâm canh
siêu thâm canh trên địa bàn huyện còn mạnh dạn ứng dụng thiết bị chống ròng rò, bảo vệ máy biến áp và phòng ngừa tai nạn điện trong nuôi tôm. Thì khi sử dụng cái CB này á, thì nó có tác dụng là nó chống ròng rò khi mà bị thiết bị gò điện hay là gì đó, hay là người chạm chập gì đó thì CB nó sẽ nhảy. Nhưng mà khuyến cáo bà con á, nên sử dụng cái CB cho nó đúng cái công suất của cái phụ tải trong cái đầm tôm mình sử dụng. Việc ứng dụng cầu dao chống ròng rò trong nuôi tôm thâm canh, siêu thâm canh được xem là giải pháp mới, giúp hạn chế rủi ro tai nạn điện cho bà con nuôi tôm.